Thưa quý vị, sau khi bị bắt giữ một ngày, blogger Huỳnh Thục Vy đã được trả tự do vào tối hôm qua. Thông tấn viên Nhân Khánh từ Bangkok, Thái Lan đã thực hiện cuộc phỏng vấn cùng blogger này. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong phần sau. Chào blogger Huỳnh Thục Vy, vừa qua chúng tôi được biết chị bị công an bắt giữ tại phường Tân Quy, quận 7, Sài Gòn. Chị có thể chia sẻ với thính giả Đài Á Châu Tự Do chi tiết của việc bắt bớ này hay không ạ? Dạ, con xin chào tất cả quý vị khán thính giả Đài Á Châu Tự Do ạ. Mọi việc diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến giờ quá nhiều và con hầu như nhớ rất ít, nhưng mà con sẽ cố gắng chia sẻ với mọi người. Đó là sáng ngày 4 tháng 7 thì con được giấy mời lên làm việc ở trụ sở công an phường Tân Quy, quận 7, Sài Gòn. Sau khi con làm việc ở đó suốt 3 giờ đồng hồ thì khoảng 11 rưỡi con với anh Duy định là sẽ về, nhưng mà hai xe của công an Quảng Nam đã đậu ở đó. Anh Duy thì kéo con về, còn người ta thì dằn con lại, bỏ con lên xe rồi chở con ra khỏi phường Tân Quy và đi biệt luôn. Không nhớ là mình đã đi qua cái đường nào nữa, nhưng mà cuối cùng thì con biết là mình đang ở trên quốc lộ hướng về Quảng Nam. Trong cái thời gian mà người ta chở con về thì người ta đi rất là nhanh, người ta khủng bố tinh thần, có rất nhiều an ninh trên xe. Tiếp theo đó thì sáng ngày 5 tháng 7 vào lúc 5 giờ sáng thì đổ xe tại đồn công an của thành phố Tam Kỳ. Nhưng mà sau đó 7 giờ thì con lại làm việc với toàn an ninh của phòng BA61 tỉnh Quảng Nam, chứ không phải là công an của thành phố Tam Kỳ nữa. Người ta thẩm vấn con liên tục và hỏi rất nhiều câu. Rất nhiều câu mà con cho là những cái việc mà người ta đã biết cả rồi, mà người ta cố tình khủng bố tâm lý con và hành hạ con, cho nên người ta cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau. Người ta hỏi về mục đích con viết bài, về mục đích biểu tình, về làm sao biết được thông tin biểu tình, làm sao anh chị em hợp nhau thế nào, bàn nhau thế nào, và có sự đồng ý của ba không. Rồi con ở trong Sài Gòn thì con tạm trú ở đâu, với ai. Nhưng mà những câu liên quan tới cá nhân như địa chỉ email, địa chỉ Skype hay là password thì con không trả lời cho họ. Và những câu hỏi liên quan tới các mối quan hệ bạn bè thì con cũng không trả lời. Người ta còn dài con vào những cái tình huống là nói những điều chống lại bạn bè. Ví dụ như nói về cô Bùi Hằng, để mà người ta hạ uy tín của Bùi Hằng, cho rằng khi mà con nói đến chuyện Bùi Hằng thì con đã tự nhiên là hạ thấp mình. Anh an ninh tỉnh Quảng Nam anh nói như vậy. Khi em so sánh chị Bùi Hằng với em là em đã tự hạ thấp mình. Em có biết chị ta xuất thân từ đâu không? Con mới trả lời với người ta rằng người ta cao quý không phải người ta bắt đầu là hoàn hảo, mà người ta cao quý bởi vì người ta hướng đến cái hoàn hảo. Bây giờ tôi không biết quá khứ của chị ấy như thế nào một cách rõ ràng, nhưng bây giờ chị ấy là một người biểu tình yêu nước, là một người đấu tranh cho một cái điều tốt đẹp, thì bây giờ chị ấy là người cao quý. Người ta bắt con vào lúc hơn 11 giờ trưa, đến 9 giờ rưỡi tối hôm qua con mới về tới nhà. An ninh tỉnh Quảng Nam người ta chở con về bằng xe mười mấy chỗ ngồi, người ta bỏ con giữa đường trong đêm tối rồi con đi bộ về nhà. Bỏ khách nhà con máy cay để con đi bộ về nhà. Thực sự con thấy cái kiểu làm ăn rất là côn đồ, rất là mất dạy của công an Cộng sản Việt Nam. Con thực sự rất là xấu hổ và cảm thấy mình mất lịch sự khi nói ra những cái câu như vậy với chú và với quý vị khán giả. Nhưng mà thực sự người ta rất là côn đồ, rất là mất dạy. Theo những gì chị vừa cho chúng tôi biết thì chị phải làm việc liên tục với cơ quan an ninh. Thế thì tình hình sức khỏe và chuyện ăn uống của chị được giải quyết như thế nào ạ? Trong suốt quá trình thì người ta chỉ cho con ăn rất ít, và có thể nói là bị bỏ cho đói khát. Uống cũng rất ít, mà ăn thì người ta chỉ cho con ăn một chén cháo thôi, con không đủ no. Và con cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà bị thẩm vấn liên tục, phải nói chuyện với một lúc rất là nhiều người. Con đã cố gắng để giữ mình bình tĩnh, chỉ nói chuyện với một người theo đúng nguyên tắc đối thoại, nhưng mà người ta cố gắng ép con nói. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì công an Quảng Nam bắt chị với lý do không thi hành quyết định hành chính. Sự thật như thế nào ạ? Dạ, thực sự thì người ta cũng không nói với con là người ta bắt con với lý do gì. Con hỏi nhưng mà người ta không nói. Nhưng mà con chỉ đoán rằng người ta sợ chủ nhật tuần tới con lại đi biểu tình, nên người ta phải bắt con về Quảng Nam rồi giao cho công an xã Tam Phú, nơi mà con đang tạm trú, để quản lý con trong suốt thời gian này, để con không vào Sài Gòn biểu tình được nữa. Khi con đi biểu tình, con muốn góp cái phần nhỏ bé của mình vào cái việc thể hiện lòng yêu nước cùng với tất cả mọi người thôi. Nhưng mà người ta vào đồn công an, người ta hỏi con là con tham gia biểu tình hay là tổ chức biểu tình hay là khuyến khích mọi người biểu tình. Nhưng mà con thực ra con không đứng đầu gì cả. Cuộc biểu tình này là cuộc biểu tình tự phát và không ai là người có thể lãnh đạo được cuộc biểu tình này. Mọi người đi biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của mình thôi. Đó là những công việc tự nguyện. Sau khi chị bị bắt,
Một loạt bài viết loan tải trên mạng nêu lên trường hợp của chị, trong đó có cả dư luận quốc tế, đặc biệt của cơ quan Liên đoàn Báo chí Đông Nam Á. Chị nghĩ sao về những hỗ trợ nhanh chóng này? Là nhờ các cô chú bác trong nước cũng giống như hải ngoại, đặc biệt là hải ngoại, đã yêu thương quan tâm tới con từ lâu nay. Và khi thấy con gặp nạn, các cô chú bác đã tận tâm giúp đỡ. Trong lòng con rất là cảm ơn mọi người, và con không biết cuộc đời này con lấy cái gì để mà đền đáp cái ân tình đó. Chúng tôi xin phép hỏi chị câu cuối cùng, chị có suy nghĩ gì về những việc mình đã trải trong mấy ngày qua? Chị có tiếp tục bảo vệ chính kiến, tiếp tục thực hiện quyền tự do công dân của mình trong tương lai không ạ? À? Con nghĩ tất cả những gì con làm, chị sẽ thực hiện các quyền con người cơ bản. Và người ta bảo con là làm trái pháp luật Việt Nam, rằng pháp luật Việt Nam thì khác với pháp luật các nước khác. Người ta nói là con đang ở trên đất Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, nhưng mà con nói với người ta là anh ở Việt Nam, vậy anh đi đá bóng, anh có tuân thủ cái cách đá bóng của Việt Nam hay là anh tuân thủ cái quy tắc đá bóng mà được toàn thể quốc tế công nhận? Thì người ta lại không trả lời cho con được cái việc đó. Khi mà mình không sai thì mình không có việc gì phải dừng lại, dù phải chịu đàn áp, phải chịu bắt bớ, câu lưu. À, nhưng mà trong cái thời gian trước mắt sắp tới thì con có một cái đám cưới phải lo, mà con không biết là trong tình hình thế này con có thực hiện được đúng cái lịch cưới của mình không. Hiện tại thì các anh chị em chúng con đã bị thu nhiều máy tính, chúng con phải nhịn ăn nhịn mặc để mua. Chúng con thực sự bây giờ rất là khó khăn ạ. Nhưng mà con khẳng định với chú và mọi người rằng cái niềm tin của con về một cái nỗ lực đấu tranh không ngừng để mà làm cho Việt Nam tốt đẹp hơn, trong lòng con vẫn không dứt. Xin cảm ơn blogger Huỳnh Thục Vy với những chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm nay.